đừng nghĩ tới việc cho ăn cho uống trực tiếp trong cái tổ, hoặc là anh phải kết nối một cái tiểu cảnh bên ngoài, tại vì đây là một bàn tiểu ngành rồi. Vấn đề đầu tiên là phải tốt cho kiến trước, tiếp theo đẹp, tiền và linh hoạt. Đúng rồi. Đó. Cho nên tăng em cải tiến từng ngày là vậy. Đối với mình không dấp nha, em có thể vẫn làm tốt nhưng người chơi người ta không đủ cái lượng kinh nghiệm kiến thức như mình để người ta xử lý. Mình phải làm sao mà tiện nhất, giống như cái iPhone với cái điện thoại bình thường vậy đó. Cầm cái iPhone nào cũng tiện lợi tinh tế. Ví dụ như mình thấy 4 cái phòng nha. Mỗi phòng nó đều có cổng để đi qua lại, nhưng mà cổng là có cửa. Mình hoàn toàn đóng mở cửa từ bên ngoài được. Kiến nó rất là nhạy cảm với dao động của không khí. Mà ngoài tự nhiên anh tưởng tượng khi cửa hàng mình mở ra, nghĩa là mở ra mà không theo ý nó, nghĩa là có địch hoặc có cái gì đó không an toàn. Dạ anh Nam. Hello em. Dạ. À. Dễ không? Dạ dễ. Dễ hả? Dễ lắm anh. Giỏi ha. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Như lúc nãy em nói á, thì sẽ có những dòng kiến mà nó không cần độ ẩm quá cao. Đó thì điển hình là mấy cái bọn combo em đang cầm trên tay này. Đó, mà cái tăng gỗ mình thì ẩm thì chắc là không cao lắm được. Hạn chế, nói chung mình tránh bị ca ẩm cao để hạn chế móc sau này. Đúng rồi. Đó thì mình nên chơi những cái dòng ẩm không cao là để điển hình là combo. Thật ra còn một vài dòng ẩm không cao nữa, đó là họ Kuro Ship và Tetrapunera. Ha. Nhưng mà con Tetra thì nó đục rất là khủng khiếp, nên cái thằng gỗ thì em không biết là có thể chống chọi được nó không, chắc chắn là không luôn. Hồi nãy em thấy có bạn kiến bụng vàng vàng á, phù hợp không ta? Mấy con vàng vàng đó đó đó, đây nó đây anh, này con này đây. À hay chơi con này đi cho lạ. Mình có mấy con mà đen đen rồi, giờ nhìn vô con trắng trắng đi cho lạ, là đó. Giống cái bạn hồi nãy không ta, giống mấy bạn lại đây nè. Đó đó, chính xác là nó rồi. Con này màu đen, con này thì màu đỏ đen, con này thì màu trắng vàng, còn con này thì màu nâu. Màu nâu hơi vàng vàng. Ok. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, thì hôm bữa mình được bạn Minh tặng cho một cái tăng kiến nó bằng gỗ. Thì sẵn hôm nay qua đây mình sẽ nhờ bạn Nhật đang tư vấn cho mình nên chọn cái dòng kiến nào để mà ở với lại cái tăng đó phù hợp. Thì cái tăng đó thì chắc là ẩm nó không được nhiều à. Mà anh còn không thấy cái chỗ nào cho uống nước nữa. Nó có một cái lỗ chút xíu để thả kiến vô, chưa biết thả kiến vô sao đây nè. Chắc có lẽ là bạn chưa có chỉ anh cái cổng kết nối ra. Đúng rồi, anh cũng chưa hỏi kỹ, để về anh hỏi kỹ đây. Dạ. À, kết nối sao rồi, nước nôi để vô sao thì cái đó độ ẩm ít quá, cho nên là Nhật sẽ tư vấn những cái dòng nào mà ít cần ẩm, các bạn ít cần ẩm thì nó sẽ ok hơn. Tại vì ẩm quá thì con kiến, cái thứ nhất là gỗ nó dễ mục ha, gỗ dễ móc. Nói chung là em không biết bên làm tăng người ta xử lý thế nào. Ví dụ người ta xử lý tốt đi thì mình an tâm, nhưng mà đề phòng ví dụ là xử lý chưa tới hoặc là rủi ro gì đó thì mình nên chơi những dòng không cao. Ok đó. Chứ cái tăng đó mình thấy rất là đẹp luôn, cái đó mình để trên bàn mình chơi nhìn nó sang. Dạ. Sang chắc mình đang chọn cái dòng này. Ở nhà mình có hai bày. Dạ, nó trốn rồi. Có hai bầy, nói chung là màu nó cũng đen đen tới tối rồi. Thì mình sẽ chọn cái này, nó sẽ ra màu vàng vàng, nhìn cho nó nổi bật hơn, nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà cái tăng đó nó cũng tổ nó cũng hơi bự rộng, tại vì không có chặn lại á. Cũng hơi cực anh ạ. À đúng rồi, nó cái tăng sẽ phải mở ra nhìn chế cá rồi chặn bớt lại. Chặn bớt, nếu mà bự quá thì tụi này vô nó bị giống như nó stress thôi ta, nó thấy rộng. Đúng quá mà, rộng quá thì khả năng stress cao hơn. Nói chung cũng hên xui, em cũng từng nuôi ngày xưa, từng nuôi những đàn mà trong răng nó đụng luôn, có đàn nó phát, có đàn nó chết. Nghĩa là vẫn hên xui. Thì giờ mình chỉ giảm càng nhiều rủi ro càng tốt, mình chỉ xử lý sao để giảm càng nhiều rủi ro càng tốt. Ok em, như giờ anh bây giờ ví dụ như anh chốt bài này ha. Dạ. Anh có thể mở ra anh coi. À, mở ra được á, nhưng mà phải khéo léo tí. Phải khéo léo à? Tại vì mấy anh này cũng thuộc dạng là mấy anh nhoi. Nhoi à, đó. Thì ví dụ nha, lúc mà anh muốn mở một đàn kiến hoặc mở một ống kiến, thì nếu mà trước khi mở anh đã lỡ động ra rồi thì thôi là chịu khó lần khác. Thì anh động ra nó nháo nhào hết trơn, anh mở anh chắc nó chạy. Còn anh muốn mở anh phải nhẹ nhàng từ đầu ha, để nó không biết chuyện gì hết thì anh mở ra anh coi từ từ được. Và con kiến nó rất nhạy cảm với dao động không khí ha. Ví dụ anh mở ra mình thổi hoặc là anh thở ngay đầu một cái là ở trong nó cũng nhoi liền. Nên tránh thở, tránh này nọ vô cái đầu ống kiến. Thì giờ bắt đầu
mở nhẹ nhàng, bước nhẹ nói khẽ đó, thì vẫn có mấy anh cảm nhận được sự khác biệt đó, nhưng mà nó không có nhanh. Mình có thời gian, mình vài giây để mình ngắm được. Anh thấy kiến ở trong không? Thầy thấy không? Thấy. Hả? Nó cũng tỉnh đó, nó cũng tỉnh táo đó. Nhưng mà mấy anh cũng cảm nhận được cái sự khác biệt. Đúng rồi, nó cũng bắt đầu nhoi nhoi rồi đó. Tức là mình khi mình có kinh nghiệm rồi, bắt đầu mình xử lý cái gì nó cũng ngược hơn, đỡ nhỏ thấy không? Bắt đầu sẽ có mấy anh chạy ra. Lúc này bắt đầu mình nên đậy đầy đó, chứ chút mà nó ra hai ba con mình không thể nào quán xuyến được đâu. Rồi ví dụ như anh lấy cái này về, anh sẽ cho bé nó vô cái đầu vô của nó nằm ở trên cái, ví dụ như đây là cái khúc cây đi. Đây để chút em hỗ trợ anh luôn cho. Ok. Nó là hút cây và cái đầu vô nó nằm trên đầu. Bây giờ như em nói và nói ngay từ đầu á là không ép kiến. Không ép kiến thì giờ ở shop em thì em có đủ đồ em làm cho anh. Giờ shop em có đủ đồ em làm như vậy, nhưng mà về nhà thì có. Nè, ví dụ như cái lỗ nhà anh em không biết phi máy. Ví dụ tăng của em thì em biết hết, em sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho anh về nói vô rất là ngon à. Okay. Ví dụ tăng nhà anh em lấy ví dụ lỗ phi này đi ha. Giờ em lấy này, em khoét lỗ này, đút ống này vô, vừa khít sát luôn. Kiến không thể ra được. Em dặn mà nhẹ ra nãy, em lấy này em dặn vô là coi như cái ta cái ống của anh cái hệ à, liên thông liền. Đút okay. Vô ra được. Rồi. Rồi còn vấn đề còn lại là anh phải tạo điều kiện cho mấy thằng nó tốt ngon hơn cái này. Thì giờ cái ống này thì một là nếu đang kiến mà nó qua kia nó tìm hiểu thấy ok được, nó chạy qua liền thì dễ. Còn không thì anh phải để đợi một thời gian nó khô ở đây, nó phải qua kia. Còn mà trường hợp xấu hơn nữa như nãy em nói, bọn này á đồ ẩm không khí ở Việt Nam là đã chấp nhận được rồi, thì nghĩa là lúc này vấn đề đồ ẩm không có tác động được đến nó, thì ra phơi nắng luôn. Ok, đó là cái mẹo tiếp á. Nhưng mà cái tăng đó, nó cái đầu vô nó chỉ có một cái chắc cỡ phi này nè, thì anh không biết là cho nó uống nước cỡ nào kiểu nào ta? Không, anh đừng nghĩ tới việc cho ăn cho uống trực tiếp trong cái tổ. Hoặc là anh phải kết nối một cái cửa cảnh bên ngoài, tại vì đây là một đàn chuyển lành rồi. Còn không thì giờ cách mà ví dụ mà giờ anh túng lắm rồi, anh cho vô rồi anh vẫn giữ nguyên cái ống này, anh cho ăn ngoài ống này vẫn dài ra đây ăn được. Nó thì coi như cái này cũng không có chỗ cho ăn thôi. Ok. Ok các bạn, có nghĩa là chúng ta sẽ không cho ăn cho uống trong cái tăng, cái đó chỗ là cái chơi tổ, cái tổ, cái tổ. Cái tổ mình có mình anh phân biệt các khái niệm rõ hơn, là một mình hay gọi cái tăng thì nó sẽ bao gồm tổ và tiểu cảnh. Đó, tổ và tiểu cảnh thì không nên cho ăn trong tổ. Đó, tại vì cho ăn trong tổ thì sao, mình phải mở tổ ra, mà cái chỗ con kiến đang ở mở ra là bằng. Không cho ăn, không nên cho ăn trong tổ. Okay. Trừ khi mấy bạn là người có kinh nghiệm, trừ khi mấy bạn am hiểu rõ đàn kiến của bạn tình trạng như thế nào thì bạn có thể thử, nhưng mà bình thường thì với như bay với mặt bằng chung thì mình khuyên là không nên. Cái tổ của anh nó hình khúc cây đứng vậy nè. Dạ. Thì coi như là ba lóng tay đi. Dạ. Thì cái anh em thiết kế phần trên này là phần hour, phần tiểu cảnh. À dạ. Chống, còn hai khúc dưới này là cái phần nét. Dạ. Thì cái lỗ mà để mà tương tác vô bên trong á thì nó lại nằm mặt trên đây. Thì anh chưa hình dung được là chúng ta sẽ cho uống nước như thế nào. Ví dụ như giờ anh sẽ cho cái khúc gỗ nó nằm xuống vậy, nằm ngang vậy, xong rồi anh mới đút cái ống này cho kiến nó bò qua từ 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 được. Nếu mà nhu cầu của anh chỉ dừng lại uống nước không thì rất là dễ, thì cũng vậy thôi. Ví dụ như cái lỗ của anh vừa với cái ống này. Nha, em nói đây là mình chế thôi nha, chứ nó không đẹp, không chuyên nghiệp đâu, không chỉnh chu đâu, chỉ nói mình chế thôi. Thì giờ anh lấy ống quẹt rồi bóp này lại cho nó cứng lại giống như là kính chỗ này, còn này đổ nước vô anh lấy gọn nhét lại đút từ trên xuống. Thì rõ ràng nước nó xuống đây nó ngấm không còn kiến, máy nước không còn được. Coi như một cái bồn nước dự trữ trong ngày cho kiến. Ok, là giải quyết được vấn đề uống nước rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà thao tác dọn dẹp bên trong thì em thấy rất là khó, cực á. Em thấy nó cũng hơi cực, nó đẹp nhưng mà nó sẽ cực. Thì đó cũng là cái mà cái người làm tăng như em hướng tới nè, chơi lâu ngày mình phải làm sao mà vừa đẹp vừa tiện. Vấn đề đầu tiên là phải tốt cho kiến trước, rồi tiếp theo đẹp, tiện và linh hoạt nữa. Đúng rồi. Đó. Cho nên tăng em cải tiến từng ngày là vậy. Mình chơi ở đâu mình thấy chỗ này dấp rồi, người chơi phải làm gì nữa. Nhiều khi mình á, đối với mình không dấp nha,
em có thể vẫn làm tốt nhưng người chơi người ta không đủ cái lượng kinh nghiệm kiến thức như mình để người ta xử lý. Mình phải làm sao mà tiện nhất, giống như cái iPhone với cái điện thoại bình thường vậy đó. Cầm cái iPhone nào cũng tiện lợi tinh tế. Thì mình em cũng cố gắng làm cái tăng của mình như vậy. Ok đó. Quá hay. Ok đó, anh ở đầu anh hình dung được anh sẽ nên như thế nào. Ok các bạn, kìa mình sẽ chốt cái ổ này để về mình tối nay mình sẽ cho bé nó vô chuồng từ từ. Giờ mình để đây. Mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái tăng mà ở đây shop đang có sẵn tăng kiến Việt Nam. Đây là số mẫu tăng. Đi ra ngoài mình cần hỗ trợ vậy. Đây là cái mẫu gì? Mai da hả ta? Nhìn thấy cái này, cái công trình này cũng đã nhiều năm mà chưa có hoàn thành. Đấy, đây là kim tự tháp đây anh em. Tất cả nhiều mẫu. Anh thấy ống gì ta? À, Ecto này, ống này không có. Ecto gam cây. Đây là cái gì? Sắt ướp Ai Cập. Cái bọc nào anh đi học Ecto là gam cây. Bên đây còn rất là nhiều mẫu tăng như thế này. Em mới ghi là một win 50W. Có thể là của anh coi đúng số 50W này, không có thể là hợp của hợp khác của ghi của loại khác, em chưa tạm. Chứ Ecto này là không có win. Rất là đẹp ha, tiêu cảnh đẹp. Thôi anh không thích thì đổi đàn khác thôi. Nếu mà đổi tăng thì em buồn liền không sao đâu. Không sao, bình thường quá, qua nay em chủ yếu là em đổi khác qua trên. Rất là nhiều tăng đẹp. Con này có win thì giá sẽ cao hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể trước mắt là chúng ta thấy có ba cái dạng cái nét ha. Có thì thứ nhất là cái nét nằm dưới. Thì theo mình thấy là cái kiểu này là dễ nhìn nhất. Mình nhìn ở trên hour nhìn dưới cái nét luôn. Dễ nhìn. Cái kiểu này á là hour nó sẽ nằm mặt trước. Nằm mặt trước. Còn cái nét nó sẽ nằm mặt sau, thì kiểu này theo mình là nó khó chịu nhất. Mặc dù nó vẫn đẹp nhưng mà nó khó chịu nhất, lý do là khi mà chúng ta muốn ngắm nhìn thì chúng ta phải xây cái tổ. Xây cái tổ thì đồng nghĩa là nếu mà kiến các bạn chưa có vững á, chưa có nuôi lâu á, thì nó sẽ động cái tổ thì bé nó nhiều khả năng nó cũng sẽ khó chịu. Kiểu thứ hai là cái kiểu này. Cái này nhìn cũng đẹp, này giống cái ổ Singularis. Đúng rồi, Singu. Đó, nhìn nó rất là đầy đặn và cũng nhìn được cùng một góc luôn, ví dụ để cố định vậy là có thể nhìn được cái trên này và nhìn được cái phần hour luôn. Cái tổ đó là nuôi được đàn nhỏ luôn, nuôi rất là tốt. Tức là cần anh thích minh không? Anh thích minh rồi. Ok, thích minh rồi anh. Mình cái tổ này mình làm để nuôi các dòng kiến mà nhỏ hoặc là những đàn nhỏ. Nè, các bạn thấy không? Đây là cái cổng. Ví dụ như mình thấy bốn cái phòng. Mỗi phòng nó đều có cổng để đi qua lại, nhưng mà cổng là có cửa. Mình hoàn toàn đóng mở cửa từ bên ngoài được. Ví dụ bạn muốn giờ từ bên đây đàn kiến mình mới đầu nhỏ mà, thì mình cho ở một cái khu nhỏ thôi. Khóa lại nè, khóa lại. Dặn qua là nó không đi qua được, dặn qua là nó không đi qua được. Là coi như mình giam đây. Bắt đầu đàn kiến bự hơn thì mình mở cổng ra, nó đi qua được ở bên đây. Rồi mình mở tới đâu nó sẽ đi được tới đó. Thông minh quá các bạn, đúng là Nhật có nói là Nhật cải tiến từng lúc luôn. Hoặc là ví dụ như giờ mình cũng có thêm cái khu này mình gọi là khu chứa rác đi. Đó, mình sẽ dụ nó ra bỏ rác. Mình bình thường ra bỏ rác, khi nào mình cần dọn rác mình khóa cổng lại, mở cái này ra dọn rác. Thì nó trong quá trình mình dọn rác kiến nó không đi ra được. Đó, mỗi cái phòng sẽ có một khu dọn rác riêng. Rồi mỗi một cái phòng nó sẽ có một khu cấp ẩm riêng. Đây là cái lỗ cấp ẩm của phòng đầu tiên nè, lỗ cấp ẩm của phòng thứ hai nè. Nói chung mỗi cái tăng này nó sẽ có 4 khu cấp ẩm cho 4 cái phòng khác nhau luôn. Quá hay. Thì tức là cái này những bạn nào mà muốn tăng lớn mà là nhỏ thì chơi những kiểu tăng như vậy. Ô em mà nãy em có hay nói là dụ bé nó bỏ rác đúng chỗ quá, thì mình dụ bằng cách nào ta? Cái này thì có nhiều tiếp nhiều cách ha. Thì cách đơn giản nhất đơn giản nhất là thấy kiến nó bỏ rác đâu, gấp rác ở đó, bỏ lại cái chỗ mình muốn. Gấp xong rồi tẩy xóa bỏ cái mùi của cái chỗ đó luôn, tại vì kiến nó phân biệt là thèm mùi. Ví dụ cái bãi rác đó là nó có để lại cái mùi của nó, cái mùi này là mùi bãi rác đi ra đó, thì đó là một trong cái mẹo đơn giản. Còn nhiều mẹo nữa nhưng mà từ đời thì em sẽ chia sẻ tiếp. Ok các bạn nhé. Ok nha, gấp rác bỏ qua đây đúng rồi. Rồi cái chỗ mà bãi rác cũ nó bỏ hết, xóa hết mùi đó, xóa bằng nước hay là cái gì đó, nhưng mà xóa bằng nước hay là gì đó. Có nhiều bạn nói với anh mà lúc mà anh mở cái tấm kiến cái nét ra đó, thì các bạn nói là cái áp suất không khí với lại cái nhiệt độ nó bị thay đổi là kiến nó cũng bị hoảng, thì cái chuyện đó đúng không? Như lúc nãy em mới nói anh đó, con kiến nó rất là nhạy cảm với
với dao động của không khí. Vậy thì bởi vì cái con nó tiến hóa theo kiểu mà nó sống trong hang kín mà. Nó sống trong hang kín mà, ví dụ cửa hang nó mà bị mở ra cái thì không khí chạy vào trong. Mà ngoài tự nhiên anh tưởng tượng khi cửa hang bị mở ra, nghĩa là mở ra mà không theo ý nó, nghĩa là có địch hoặc có cái gì đó không an toàn. Thì nó sẽ phải phản ứng liền, thì nó phải tiến hóa theo cái kiểu nhạy cảm như vậy. Để nó phòng thủ liền ngay lập tức. Thì hết sức bình thường đó là bản năng luôn. Ok. Cái này hay quá bạn, cái này nó có trước cửa đó, công nhận thông minh, nhìn thích ghê. Cái này là gọi là càng làm em càng update đúng không? Ban đầu nó chưa có. Update nhiều lắm. Mà mấy cái này là phụ kiện của ngành kiến hay là em chế? Mình phải giờ ở Việt Nam làm gì có cái gì gọi là ngành kiến à. Mà em là coi như là đang, chế đúng không? Đang xây những miếng gạch đầu tiên cho nó. Tuyệt vời quá. Đây các bạn. Đây là giờ quay xéo xéo vô thấy đang cửa đang mở á. Xây này. Thấy không? Xéo xéo vô thấy cửa đang mở không? Xây cái là đóng lại. Đóng cửa thả chó. Có nghĩa là anh em hiểu ý không? Có nghĩa là anh em đầu tư nguyên cái tăng bự như vậy luôn. Nhưng mà đàn lúc đầu còn nhỏ thì anh em gọi là anh em giới hạn nó trong cái khuôn viên này thôi. Rồi tăng đàn từ từ thì anh em mới nới ra 2 ô. Có tiền nữa thì 3 ô. Này phân lô bán nền 4 lô nè. Hả anh em xài 4 lô luôn. Đó, kiến nó sẽ tăng lên từ từ. Có những anh em mà có nhu cầu làm thêm cao quên đây, làm cao quên đây, cái 4 ô nuôi 4 đàn. Cái mấy ổng kiểu mà mấy ổng hơi phát xít tí á, mở ra cho đánh nhau. Tới vậy là cũng có. Ý tưởng này cũng hay quá ta, bữa nào đặt làm 4 đàn 4 chỗ ta. Chính giữa làm cái sân chơi cho nó chơi chung á. Nhà phát xít tí, ông chơi tới vậy đó. Nhưng mà phát xít thì anh không chơi đâu. Anh tội nghiệp quá, nhưng mà nó nhìn thấy hay, nó vui như cái sân vận động á. Nhưng mà đặt ra nếu mà gọi là mình chơi nghiên cứu á, mình sẽ phải muốn biết hết đàn kiến nó sẽ phản ứng như thế nào. Thì nhiều khi người ta cũng muốn giờ cũng muốn coi phản ứng của nó đúng không? Cũng hay. Tại vì mấy cái đó ngoài tự nhiên mới coi được. Mà mình không ra tự nhiên được buộc phải nhân tạo. Em mà em có nhận coi như là theo yêu cầu luôn đúng không? Làm tăng theo yêu cầu luôn hả? Thì em vẫn nhận theo yêu cầu, nhưng mà hiện tại thì nói chung là hơi quá tải. Anh em nào mà đặt yêu cầu là chắc đợi mòn mỏi luôn. Anh quen biết anh đặt 2 năm nữa có không? Thì cũng có khách 2 năm rồi đó. Rồi, full lịch luôn nha các bạn. Rất là kín hàng luôn. Ok em ơi. Chắc cũng anh em đang rất là bận làm tăng trong kia. Thì mình cũng không có tiện vô làm phiền, tại anh em đang chạy không có kịp hàng nữa. Nhưng mà sẽ nhờ Nhật dẫn anh vô cái khu vực làm á, xong rồi chỉ sơ sơ chút xíu cho các bạn hình dung là một cái tăng xây dựng ban đầu nó như thế nào rồi này nọ. Đầu tiên thì chắc là cái phần tăng thì nó có nhiều dòng tăng, nhiều chất liệu, nhiều kiểu tăng. Em thì em khuyên cái dòng tăng gọi là tăng y tông. Tức là tăng gì? Y tông. Y tông. Y tông tức là cái tên gọi của cái vật liệu làm tổ của anh em. Anh thấy mấy cái khối trắng trắng này là gọi là y tông. Là lúc nãy anh có quay cái clip ở ngoài kia đó. Cái thô đó, cái này gọi là y tông. Y tông. Em thì em chuyên tăng y tông. Em vẫn có làm theo tăng mica nữa. Nhưng mà y tông thì vẫn nhiều hơn. Đó. Thì đầu tiên là mà em phải gia công cái tổ này. Cái tổ hồ như anh thấy trước đó. Đó. Và tiếp theo là mấy cái khu vực phải làm cái khung mica để bao nó lại cho nó thẩm mỹ, nó chắc chắn. Đó. Đây là ví dụ làm những cái khung tổ này ha. Đây. Đó. Đó. Phải làm tiếp theo là những cái khung tổ này, gia công nó lại ha. Rồi bắt đầu mình mới gia công ở trong cái cục này, hệ thống cấp hầm rồi đường đi kiến qua lại, rồi lỗ thông tăng. Thông qua tăng khác, rồi lỗ để lắp hộp rác, hộp cho ăn, thắt nước đồ. Đó. Thì nhiều công đoạn. Rồi tiếp theo là ví dụ cái này, cái phần hour thì mình phải ví dụ làm nắp, rồi làm cửa sổ, rồi trang trí để co bên trong, rồi mới lắp ghép hai cái lại với nhau. Rồi sau đó còn quá trình hoàn thiện nữa. Hoàn thiện cũng lâu lắm, mất thời gian lắm. Bởi vì cái này cái vật liệu trang trí mà phải làm phải được. Làm thì dễ nhanh đó, nhưng mà lúc mà hoàn thiện rất là lâu. Tức là chỉ là tút nó lại thôi. Như là như một cái kiến trúc sư luôn các bạn, như một kiến trúc sư luôn, cả một cái công trình luôn, có khu vực bên ngoài bên trong nét. Rồi như các bạn thấy cái tăng hồi nãy mà Nhật đã gọi là update lên nhiều phiên bản á, thì càng làm người ta sẽ phát triển ra cái khu vực để dọn rác nè, khu vực để ăn uống nước, rồi cửa nẻo các thứ đầy đủ hết. Ví dụ như mấy cái này ha, ngày xưa thì mình chỉ có cái tổ rồi cái tiểu cảnh hồi xưa thôi. Bắt đầu mới thêm là ngày xưa là ví dụ anh em mình muốn cấp ẩm đúng không,
Rồi, ví dụ nó có cái khoang cấp ẩm nè, cái bơm nước vô đây thôi, bơm trên bơm xuống. Sau này bắt đầu có thêm em phát triển thêm cái cấp ẩm âm, hệ thống cấp ẩm âm, cái này thì nó vừa sạch sẽ, vừa lâu dài, vừa tiện lợi. Rồi bắt đầu em phải phát triển thêm cái ngăn chứa rác, rồi cái ngăn cho ăn. Đó. Rồi ngày xưa thì làm gì có cái gọi là cái nắp lưới, nhưng mà anh biết cái hộp mica nó rất là nóng, thì phải có mấy cái này để tán nhiệt, làm cửa sổ lưới đồ. Rồi ngày xưa làm gì có cái cổng cho ăn phụ này. Ví dụ như đàn kiến giờ, đàn kiến đông dở cái nó quờ ra trơn. Thì mình chơi mình thấy mình phải có những cái nhu cầu này. Vì bỏ con giấy vô đây gọn gàng dễ quản. Rồi tiếp theo là ví dụ lỗ, mấy cái lỗ bên hông này để lắp phụ kiện các kiểu. Đó. Thì từ mình sẽ nâng cấp lên dựa vào kinh nghiệm của mình. Quá ok. Thời những cái đăng đầu tiên rất là đơn giản. Rồi sau nhiều năm này rồi cải tiến bây giờ. Này ông kiến của anh đúng không? Đúng rồi, của anh đó. Cầm để thôi chứ quên. Như là để chỗ nó nóng quá, đèn dạ xuống. Ok. Này các bạn. Con này tên gì nãy anh quên rồi. Cambonotus Fashion Coil. Fashion Coil. Dạ, mình cứ gọi thì đọc tiếng Anh hay Việt Nam đi tí. Ok. Lại có sắm thêm một ổ nữa rồi các bạn. Này thì anh em đang thi công trong kia. Hả? Đang thi công trong kia. Anh bước cho anh Ly qua một cái được không em? Dạ được. Ok, thank you em. Này. Nam. Hello em. Dạ. Anh lấy cái này mà từ từ lên thành tầm nghệ nhân cũng được chứ. Đúng không? Nó có nghĩa là giống như một cái hồ thủy sinh đi. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy rồi. Nói chung tạo một cái môi trường sống luôn. Về bản chất thì nó tương tự nhưng mà về tầm vóc thì còn thua nhiều lắm. Thì đương nhiên rồi. Nhưng mà anh nói về bản chất thôi á. Dạ. Có nghĩa là chúng ta đang tạo một cái môi trường sống cho một cái loài. Dạ. Và có cái yêu cầu là ngoài sống khỏe ra nó phải thẩm mỹ đẹp nữa. Dạ. Thì nó rất là hay luôn á. Vô nghề lâu chưa em trai? Dạ, vô tháng rồi hả? Dạ. Giờ đang làm công đoạn nào? Dạ, em làm tổ cho Kiến ở anh. Đó cho Yến ở hả? Dạ. Dễ không? Dạ dễ. Dễ hả? Dễ lắm anh. Giỏi ha. Đó các bạn, đó là công việc ha. Bữa nào có thời gian phỏng vấn sâu sâu luôn. Này hết thời gian. Đang chạy hàng đó các bạn. Về cái vật liệu để làm tổ kiến thì mình có kiến nó có kỵ với cái gì không ta? Ví dụ như cây hay đá hay là gì nó có kỵ với cái gì? Tạm thời. Tạm thời thì mấy vật liệu trong tự nhiên nó không kỵ gì hết á. Nó chỉ kỵ vật liệu nhân tạo thôi. Cụ thể ví dụ như kiến mà thạch cao á, nhưng mà thạch cao dỏm á, nó chứa tạp chất thì vẫn có những ghi nhận là kiến chết. Tại vì tạp chất trong thạch cao dỏm. Hoặc là đất. Đất mà ví dụ mình trải nền đất hay mấy bạn nuôi tân đất á, mua đất trồng cây bên ngoài về, đất công nghiệp á, mà thì anh biết trong đất công nghiệp ta đóng gói đóng túi á, nó có khả năng người ta mấy công ty người ta để thuốc diệt côn trùng vô đó, quăng vô kiến chết, thì mình phải chú ý mấy cái vậy thôi, còn lại hầu hết thì an toàn. Ok. Chủ yếu là sợ bị mấy tác nhân chất hóa học vô dính. Đúng rồi. Nói chung nó sống ngoài tự nhiên thì đá với cây chắc nó đâu kỵ gì, nó chỉ sợ ba cái đó, ba cái hóa học đồ này nọ thôi. Đặc biệt là đất á, đất mua ngoài là ghi nhận chết nhiều. Bởi vì không biết được trong đó có cái chất gì trong đó. Đây nè các bạn, mấy nãy mình nói là làm mấy cái hồ kính này rồi kết hợp với mấy cục này làm mấy cái gì ta, tiểu cảnh kim tự tháp rồi ha. Dạ. Kiểu cái đó thì chưa hoàn thiện, nhìn nó chưa phê. À chưa. Mấy cái bên đó thì nó khỏe rồi. Đây. Mấy này là thô, hàng thô chưa có hoàn thành. Chưa hoàn thiện á anh em. Mấy cái này là cũng em tự lên luôn á. Làm hết rồi. Chung ví dụ làm hết. Cái này theo chủ đề Ai Cập. Ồ, nặng phết. Này là cũng đổ bằng cái chất dạ, gì nãy rồi. Em nói cũng quên. Y tông hết anh. Y tông. Y tông. Đẹp quá. Thích. Mình ngoài thích kiến nha, mình còn thích cái tăng này các bạn. Chung đây ví dụ như anh em hình dung nha. Dù trên bàn làm việc mà để một cái tăng này thì nó phải nói là sướng lắm. Nó lúc nào căng thẳng nhìn vô cái thấy nó cũng dễ chịu, dịu dàng, thoải mái. Có tích hợp đèn luôn. Đẹp ha. Mà nó nhỏ gọn. Đó, nhỏ gọn. Đó, hôm nay nè.
Cái này là thấy luôn phần ta, phần hour là phần tiểu cảnh với lại phần nét ở dưới này luôn. Đó, ngồi làm việc mà thấy căng thẳng đầu óc quá, mở đèn lên nghiến cái là nó thoải mái tinh thần liền. Đây nữa nè anh em. À cái này là, cái này là hai cái hour gan chỗ luôn. Ồ, bên đây quanh kia. Bộ này lên nhìn nhìn mà cũng hoành tráng lực lượng lắm. Lên đèn. Ba cái. Tắt để đâu cái này luôn. Đó. Chung cư 9 căn. Một cái hour bên này cũng là hour luôn nè anh em, kết hợp hai cái luôn. Dành cho đàn lớn đi chơi. Quá đẹp. À, ngày xưa lúc mà mới chơi kiến á thì đam mê, mà mình đam mê mà có mình chơi á, ít người chơi á, thấy muốn lan tỏa á, thì cái gì vậy chơi cộng đồng nó lớn thì chơi nó mới hay, cái thú chơi mình mới phát triển đi nhanh đi xa được. Thì nhưng mà như em nói từ đầu á, ngày xưa anh em chơi toàn là kiến dục như con đất không à, nhìn nó cứ cái nó thấp thấp cái giá trị của đàn kiến thấp thấp như thế nào đó. Thì chính vì đó em định hướng là em muốn phát triển phong trào Việt Nam giữ lên, thì em định hướng là có nhiều cách, trong đó em chọn cái cách là làm cái tăng nó đẹp, làm cái tăng nó đẳng cấp thì nó cũng góp phần tôn cái giá trị của kiến lên rất là nhiều. Đó là lý do đầu tiên, là lý do lớn nhất mà em cố gắng em làm cái tăng cho con kiến. Hay em, nếu mà nuôi tăng đất thì anh nghĩ chắc nhìn được con kiến ở cái góc độ từ trên sụp xuống thôi đúng không? Tức là chỉ thấy được nó ra kiểu cảnh nó đi chơi vậy này nọ mà cũng ra được một vài con thôi, chứ không ra nhiều. Đó, mình coi như là cái tăng đất không có lấy được hết được cái giá trị của con chơi kiến. Còn này mình nhìn ngang mình thấy chân cẳng, thấy bụng đồ này nọ, thấy trong tổ được hết, thấy trong tổ hết luôn, hay cái đó. Mà trong khi đó và những cái đó mình chỉ thấy được trên phim ảnh, mới thấy được gặp YouTube này thôi, còn giờ mình thấy được tại nhà. Tuyệt vời, quá hay. À, đi vòng vòng rồi lại tìm được những người anh em mà đam mê nữa rồi, bạn mình rất là thích luôn. Ok. Chúc mừng em đã coi như là sống được cùng với cái đam mê của mình. Được. Và chúc mừng, chúc em thành công với lại cái đam mê xây dựng cái phong trào kiến Việt Nam và chia sẻ lan tỏa tới mọi người. Phải nói là quá tuyệt vời luôn à, anh cũng là một fan của kiến luôn rồi, giờ anh ghiền anh dính luôn rồi. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Nếu mà các bạn có nhu cầu thắc mắc về kiến cần tư vấn thì có thể kết nối với lại Nhật Nguyễn cũng như là Tăng Kiến Việt Nam ha, sẽ có nhiều cái lời khuyên gọi là chân thành nhất gửi đến các bạn. Cảm ơn. Bye bye. Thầy kêu em rất là nhiều, tuyệt vời.